Vâng, xin chào mừng cô chú anh chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú anh chị các bạn vẫn là cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống tại Nhật Bản, cụ thể là thành phố cảng Yokohama. Anh chị em đã biết thì hàng tuần mình hay lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ, săn tìm được rất nhiều hàng bán cho các bãi tại Nhật Bản, thì bên cạnh đó có rất nhiều sản phẩm độc lạ. Mình về căn phòng này quay cho anh chị em báo giá về tận Việt Nam. Thì trước mắt cô chú các bạn đây là những kiện hàng đã được đóng gói tỉ mỉ chi tiết để ngày mai về một xe tải, tiếp tục về một xe tải về Hà Nội, sau đó di chuyển trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Đây là những cái kiện hàng hôm qua anh chị em đã chốt trên video. Thì bây giờ không thể mất thời gian của cô chú các bạn, thì xin kính mời cô chú các bạn cùng tập trung vào màn hình. Mình tiếp tục quay và báo giá cho cô chú các bạn những sản phẩm độc lạ được săn tìm tại các trung tâm thương mại đồ cũ ở Nhật Bản. Đấy, thì ngay trước mắt cô chú các bạn gồm rất nhiều các dòng sản phẩm như là kiếm phong thủy, kiếm trưng bày, đồng hồ này, radio này. Đấy, thì trước mắt cô chú các bạn nay về được một chiếc radio quân đội, hàng đẹp xuất sắc luôn, trong tình trạng đẹp xuất sắc. Bây giờ mình quay chi tiết cho anh chị em xem. Sau đó vẫn báo giá về tận Việt Nam. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé. Sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú trước bạn. Là một chiếc đài radio quân đội của Sony. Chiếc này thì chạy AM, FM, sóng AM, FM anh chị em nhé. AM, FM, đặc biệt là FM nó 90.123, tức là nó tương đương với 108MHz tại Việt Nam. Nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng bắt tất cả các dòng sóng radio AM và FM. Con này thì nó chạy pin anh chị em nhé, chạy hai quả pin đại. Mình đã lắp sẵn một cặp pin mới tinh vừa rồi, kèm theo máy luôn. Đây là modem Sony ICFB100 sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Dòng chạy pin radio quân đội, nhất là anh em lên rừng lội suối, anh em đi ngoài biển khơi trong rừng sâu bắt được tất cả các dòng sóng. Đấy, vì lý do là cái dòng radio quân đội sóng của nó rất là khỏe luôn. Test thử cho anh em đoạn luôn, bắt rất là tốt luôn, hàng cực kỳ mới và chất lượng. Đấy, đây đặc biệt nhé, đặc biệt anh em xem có cái nút đỏ đỏ này này. Đấy, nút đỏ đỏ này này. Nút này là nút cảnh báo nguy hiểm anh chị, cảnh báo nguy hiểm trong lúc mình gặp nguy hiểm. Đấy, cảnh báo nguy hiểm trong lúc mình gặp nguy hiểm, nguy cấp thì có thể báo hiệu, báo tín hiệu cho đồng đội hoặc anh em hoặc người thân quen có thể đến trợ giúp. Đấy, giá chiếc này về tận Việt Nam là 2.500.000 nhé, 2.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Dây rắc đầy đủ anh chị em, chạy pin nhé, pin kèm theo luôn, pin mới tinh luôn, 2.500.000 và ship toàn quốc. Số điện thoại đang chạy trên màn hình của chúng các bạn nhé. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chúng các bạn. Cách mua hàng rất đơn giản thôi, anh chị em chuyển khoản tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng về tận sân, khoảng 15 ngày sẽ nhận được hàng. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình giới thiệu cho cô chú bạn một mẫu loa Bluetooth bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản. Đây là những dòng loa không bán ngoài thị trường, mà những dòng loa này được hãng điện thoại nó đặt hàng, sau đó thì để nó tặng cho những khách hàng ấy. Đấy, dòng 301 dòng này thì dòng Hackman Candom, dòng loa Bluetooth quá nổi tiếng ở Mỹ, hàng thương hiệu của Mỹ anh chị em nhé. Tổng công suất là 60W, hàng con này đẹp, trong tình trạng đẹp xuất sắc, có một con duy nhất này. Đường kính của nó khoảng 30cm, khoảng 30cm. Đặc biệt nó có cái dây sạc nhé, có cái dây adapter sạc, nên là anh em có thể sạc 220 điện lưới tại Việt Nam ok. Anh em cắm sạc 220 ok luôn. Đặc biệt là cái loa này nó có tính năng chữ pin nhé, anh chị em có thể sạc xong xách ra ngoài nghe được vài tiếng tùy theo mức to nhỏ. Giá chiếc này về tận Việt Nam là 3.300.000, 3.300.000 bao ship toàn quốc từ Móng Cái đến Cà Mau. Nhân tiện đây mình test luôn cho anh em một đoạn nhạc nhé, để anh em cảm nhận con này
âm trầm của nó rất là hay luôn. Xin kính mời cô chú bạn cùng thưởng thức một đoạn nhạc ngắn. Vòng tay ân ái thay hình bóng, sao pháo tươi hồng như trái tim em ai chớ làm tôi vết thương. Anh biết chăng ơi, một mái đôi ngã xa cách rồi, người say duyên mới quên thề ước. Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân, đôi mắt em màu xanh ái ơn, để nhớ muôn đời. Đấy, đây là một mẫu loa Bluetooth bắt rất là xa anh chị em nhé. Anh chị em cầm điện thoại đi 5-70 mét vẫn kết nối ok. Giá về tận Việt Nam 3.300.000 đồng, bao ship toàn quốc. Số điện thoại đang hiển thị ở góc màn hình. Cô chú bạn quan tâm thì chụp lại màn hình cho nó gửi qua số Zalo nhé. Có một con duy nhất đấy. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình hôm nay về được hai cặp nhá, hai cặp kiếm. Một cặp của nó là Trường Đoản, đây là song kiếm anh chị em, song kiếm hợp bích. Đoản này thì dài 70cm và Trường này thì dài 1m05. Mình đã kéo thước nha anh chị em nhé. Gồm một khay đế để trưng bày. Đấy, kiếm trong phong thủy thì anh chị em vào Google tìm hiểu thêm. Mang lại những lợi ích trong kinh doanh, buôn bán và xua đuổi những tai ương tật xấu. Vỏ là bằng gỗ anh chị em nhé, vỏ bằng gỗ. Kiếm này được chế tác bằng hợp kim nhôm anh chị em, hợp kim nhôm rất là cứng cáp. Lưỡi thì nó không bén nữa nhá, để giảm bớt độ nguy hiểm. Đấy mà rất là cứng cáp luôn. Này anh em cầm hai tay cầm rất là nặng luôn. Nghi là khả năng mà hợp kim nhôm thì đúng chuẩn luôn. Kêu leng keng rất là cứng cáp, trong những lúc nguy nan anh chị em vẫn có thể dùng là phương tiện để phòng thủ được nhá. Giá cặp này về tận Việt Nam là 5 triệu bao ship toàn quốc. Rất là cứng cáp và khỏe khoắn. Anh em có thể lên Google tìm hiểu thêm về kiếm trong phong thủy. Gia đình người Nhật thì gia đình nhà nào người ta cũng bày một bộ như này ở trong nhà. Đấy, nó xua đuổi những tai ương tật xấu và mang lại những may mắn trong cuộc sống và thuận lợi trong những kinh doanh buôn bán. Cây này là cây Trường. Cây Trường này thì dài 1m05. Mình cầm một tay rất là nặng luôn. Mình hai tay, nếu mà đâm chém thì hai tay nhé. Cây này trong những lúc nguy nan này chị em có thể hoàn toàn phòng thủ một cách rất hiệu quả luôn. Một cặp này và một bản này là bán mạ, bản này là bán rồng anh chị em nhé. Bán dập rồng. Chiếc Trường này là trường rồng. Cây Trường này được in rồng, mạ rồng. À, chạm khắc rồng. Rất là cứng cáp. Này, cầm hai tay anh chị em nhé, cầm một tay rất là nặng luôn. Giá một cặp này về tận Việt Nam là 5 triệu bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị bạn. Một cặp kiếm trưng bày trong gia đình vô cùng tuyệt vời luôn. Đây là một cặp màu nâu vàng, giá về 5 triệu. Hôm nay về được hai cặp nha chị em nhé. Mình để này, mình quay tiếp một cặp bên trong cho anh chị em xem. Rất là nhiều anh chị em dặn rồi nhưng mà tiện thì mình quay lên thì anh em xem sớm thì chốt. Bởi vì nhiều khi dặn xong nó lại phải quay video ngắn, nó rất là mất thời gian ấy. Hay là bây giờ mình quay lên đây thì anh em đều xem được. Cây này thì cũng đế bằng gỗ, vỏ ốp cũng bằng gỗ. Kích thước thì như cây trước ạ. Cây Đoản này thì 70cm, cây Trường thì 1m05. Tất cả trong tình trạng sáng loáng anh chị em nhé, sáng loáng. Giá bộ này về tận Việt Nam cũng 5 triệu bao ship toàn quốc. Giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau, hàng đi bay nhé. 15-17 ngày sẽ nhận hàng. Khi mà đóng cái này vào thùng hộp cắt tông thì mình sẽ khai là tranh ảnh nhé. Hoặc là gậy gôn hoặc là cần câu nhé. Để nó giảm bớt sự rủi ro. Vì những
dòng này là thuộc dòng hàng nóng mà. Hàng nóng đôi khi người ta có sự hiểu lầm nên là bên hải quan di chuyển hơi khó. Cây này rất là dài và nặng, đẹp. Đấy. Cả bộ nhá, là hai kiếm và một khay để. Giá về tận Việt Nam 5 triệu. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé. Sau đó hiển thị với qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú chị các bạn. Cách mua hàng thì rất đơn giản thôi. Anh chị em chuyển khoản tại Việt Nam. Sau đó mình gửi hàng về tận sân cho cô chú bạn khoảng 15 đến 17 ngày. Anh chị em sẽ nhận được hàng. Mình có số tài khoản tại Việt Nam nhé. Bây giờ hệ thống thanh toán toàn cầu. Rất là may là anh em mình và tất cả mọi người đang sinh sống trong kỷ nguyên Internet. Nên là tất cả giao dịch và thanh toán bây giờ trên toàn cầu rất là dễ luôn. Mình sống tại Nhật Bản nên là mình có số tài khoản tại Việt Nam. Và ở Nhật Bản mình vẫn có thể kiểm soát được tài khoản của mình một cách rất đơn giản, hiệu quả. Kế tiếp và liên tục chương trình hôm nay về được 1, 2, 3, 4, 5 chiếc ống nhòm nhé. 5 chiếc ống nhòm là một chiếc này lớn nhất này, chiếc này lớn nhất. Mình quay chi tiết sau đó báo giá về tận Việt Nam. Đây là cây số 1 nhé. Cây số 1 này giá về 1.300.000 đồng. Tất cả mình đã test, hình ảnh vô cùng sắc nét và trong sáng. Những cái này anh em rất thích hợp cho đi du lịch, đi săn bắn hoặc là đi bãi biển. Hoặc lên tầng 3 ngắm những bãi biển xung quanh. Đặc biệt những đêm trăng rằm mà anh em ngắm bằng cái cây này nhé. Thì cảm giác như là mặt trăng ở ngay cạnh ngọn tre thôi. Phóng cực đại luôn, nhìn rất rõ cả núi lửa và những tàn tích trên mặt trăng luôn. Độ phóng cực xa và độ trong sáng cực kỳ nét. Đấy, còn những cây này là 1 triệu nhé. Đồng giá 1 triệu. Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ xài. Anh em có thể đeo sách đi du lịch cho ba lô rất là tiện lợi. Tất cả những cái ống này nó đều có chỗ để chỉnh nét nhé. Chỉnh nét và chỉnh tròng mắt của anh chị em. Co vào giãn ra vô tư. Cây này cây số 3. Tất cả những dòng này đều sản xuất tại Nhật Bản mà mình đã săn tìm và tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Giá về 1 triệu bao ship toàn quốc. Mấy cây này 1 triệu hết. 2, 3, 4, 5 là 1 triệu hết. Còn cây đầu tiên to thì là 1 triệu 3. Cây này cây số 4 này, giá về cũng 1 triệu. Bao ship toàn quốc. Miễn phí ship từ Móng Cái đến Cà Mau. Hàng khoảng 15 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng nhé. Khoảng 2 tuần. Anh chị em nào thích số nào thì cứ chụp nhé. Những con này nó đều tương đồng nhau hết này. Đều tương đồng, chất lượng tương đương nhau. Đấy. Ngắm cả mặt trăng luôn. Ngắm cả những vật thể lạ ngoài bãi biển. Những cô gái chân dài đến nách. Giá về 1 triệu nhé. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Đấy, clip này hôm nay thì mình cố gắng là quay và báo giá chi tiết như những cái clip lần trước thôi. Anh chị em quan tâm và anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Con đà này thì vừa quay xong rồi đang mở sôi tắt đi. Rồi quay tiếp cho anh chị em xem. Nghe về một chiếc nồi cơm điện nhé. Quay nốt cho anh chị em xem. Đấy, thì trước mắt cô chú các bạn đây là một chiếc nồi cơm điện Tiger. Anh chị em ở Việt Nam mua phải những nồi bãi ấy, người ta ở Nhật Bản người ta dùng 10 năm, 20 năm. Đấy, về anh em dùng tậm tịt, nhiều khi đi sửa rất mất thời gian. Thì hôm nay ở siêu thị Nhật Bản có những con hàng mới đập hộp nhá, mình mua cho anh chị em xem. Những cái chiếc nồi này thì nó phục vụ mình hàng ngày nên là anh chị em nên dùng những dòng tốt, chất lượng, nhất là càng mới như này càng tốt. Chiếc này trong tình trạng khui hộp nhá, chưa ghim điện đấy, nên là của hãng Tiger. Hãng Tiger thì quá nổi tiếng trên dòng nồi cơm điện này. Đây là hộp xốp này, mình bóc cho anh chị em xem. Sau đó báo giá về tận Việt Nam, giá chiếc này về tận Việt Nam là 5 triệu bao ship toàn quốc. Khi mà khui hộp ra anh chị em thấy là đây là một chiếc nồi cơm dung tích 1 lít màu nâu cà phê vô cùng sang sạch đẹp. Đây, thông số kỹ thuật của nó thì anh em ghim điện 100 nhé. Sản xuất bằng công nghệ tiên tiến mới nhất cao tần năm 2022. Dung tích 1 lít phù hợp cho gia đình 4 người. 3 người, 4 người đều được. Made in Gia Bang, sản xuất tại Nhật Bản.
năm 2022, nồi trong tình trạng chưa ghim điện nhé. Nồi nguyên hộp xốp, mua mới tinh tại siêu thị. Giá về tận Việt Nam 5 triệu bao ship toàn quốc. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú chị và các bạn. Anh chị em nào gặp khó khăn trong vấn đề kết nối Zalo thì hãy điện qua số 0975 733 866 tại Việt Nam để được hỗ trợ nhé. Mình xin nhắc lại là 0975 733 866 tại Việt Nam để được hỗ trợ cách kết nối Zalo tại Nhật Bản. Rất là đơn giản thôi, anh chị em thay số 84 tại Việt Nam bằng số 81 của mã vùng Nhật Bản, sau đó kết nối số điện thoại là được. Đấy, thì vì thời lượng của chương trình này có hạn nhé, thì clip này mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú và bạn đã đăng ký theo dõi và ủng hộ Lo Hay trong suốt những năm vừa qua xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu.